Tại sao các bạn học sinh cứ phải liên tục gẩy tay khi tính toán với toán tư duy UCMAT? Liệu không gẩy tay có tính được nhanh như thế nữa không? Cô Phương Anh, CEO của UCMAT Việt Nam rất vui khi trả lời bố mẹ về câu hỏi này. Điều đó chứng tỏ là rất nhiều bố mẹ đang mong muốn con mình có thể là tính toán nhanh siêu tốc, nhưng lại lo ngại rằng là con sẽ không làm được nếu như con không gẩy tay như thế này. Thậm chí có phụ huynh khi mà xem một số các hình ảnh các học sinh gẩy tay loạn xạ lên để tính toán thì còn comment là các bạn học sinh này cứ sao sao ấy. Và trong video này thì cô Phương Anh sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh dưới góc nhìn của một người làm UCMAT và ứng dụng cho những con học sinh học UCMAT. Những chia sẻ này thì có thể là không đúng với tất cả những học sinh học các chương trình khác bố mẹ nhé. Và trong UCMAT thì với tất cả các phép tính, các con đều được học theo trình tự. Đầu tiên là các con sẽ phải gẩy bàn tính bố mẹ ạ. Là con nào học với bất cứ một phép tính nào thì đều phải gẩy bàn tính. Và sau khi thành thạo trong cái việc là thực tế sờ chạm vào các hạt bàn tính và ra kết quả đúng thì cô giáo mới hướng dẫn cho các con bỏ bàn tính ra và tưởng tượng sự di chuyển các hạt bàn tính ở trong đầu. Tay của các con vẫn để đúng cái tư thế và động tác như là các con đang gẩy bàn tính, chỉ có là bỏ bàn tính ra thôi và tưởng tượng là mình đang gẩy trong không trung. Đây là một cái bước chuyển để cho các con dần bỏ bàn tính bố mẹ ạ. Và khi mà các con thành thạo ở cái level thứ hai này rồi thì các con sẽ tiến đến cái level thứ ba. Khi mà các cô đọc phép tính là các con sẽ tự tưởng tượng được sự di chuyển của các hạt bàn tính ở trong đầu và ra kết quả luôn mà không cần gẩy tay. Do đó có thể nhìn thấy rằng trình độ của học sinh đạt mức độ cao nhất của UCMAT là không cần phải gẩy tay, nghe phép tính là ra kết quả luôn. Và những học sinh mà càng phải gẩy tay nhiều thì đôi khi lại càng là những học sinh mà chưa thực sự thành thục. Khi đấy thì các con cần phải luyện tập nhiều hơn, do con vẫn bị lệ thuộc vào việc là phải sử dụng bàn tính hoặc là tưởng tượng ra như đang dùng bàn tính. Tuy nhiên, phụ huynh nhìn các cháu gẩy tay loạn xạ thì có thể là rất dễ bị thu hút. Nhưng thực tế thì những cháu không cần gẩy tay mới là những cháu mà có kết quả tốt nhất và giỏi nhất. Với UCMAT, các hướng dẫn viên luôn hướng các con đến cấp độ thành thục cao nhất này. Và có như vậy thì mới giúp các con tiết kiệm được thời gian trong các cuộc tranh tài. Bố mẹ hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu như mà làm 200 phép tính trong vòng 8 phút mà cứ gẩy tay liên tục rồi lại viết kết quả cho từng phép tính thì sẽ rất là mất thời gian đúng không nào? Và như thế thì chắc chắn là các con sẽ rất là khó đạt giải. Thông qua việc rèn các con đến cái độ thành thục cao nhất này thì các con học sinh UCMAT không chỉ tính toán nhanh siêu tốc mà còn rèn được khả năng tập trung cao độ, tư duy logic sắc bén, và đương nhiên là các con chắc chắn sẽ có những thành tích học tập vượt trội của mẹ ạ. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều chương trình trôi nổi lấy hình ảnh các con học sinh gẩy tay rất là nhiều để thu hút phụ huynh. Thì theo cô Phương Anh cho rằng thì đây là một cái việc làm không nên và không được khuyến khích, vì nó dẫn đến các cái đánh giá sai lệch của phụ huynh về các chương trình toán tư duy nói chung. Cô hy vọng rằng mỗi phụ huynh ở đây sẽ là những phụ huynh thông thái và hiểu đúng, hiểu rõ về tác dụng của UCMAT tới các con yêu của mình để có những đầu tư xứng đáng cho môn học này bố mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bố mẹ trong các video tiếp theo.